Thực hư thuyết âm mưu Pi là một phần của Liên minh BRICS. Chào bạn, chào mừng các Pioneer đã đến với chuyên mục Pi Network Daily. Tại đây chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các tin tức mới nhất từ Bitcoin Team, những diễn biến nóng hổi nhất của thị trường xung quanh dự án Pi Network trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là những kiến thức về blockchain và những nhận định chuyên sâu về dự án Pi Network. Để giúp cộng đồng có sân chơi và giao lưu học hỏi kiến thức nhiều hơn nữa, chúng tôi đã cho ra đời nhóm Facebook Hội Pioneer Thảo luận Pi Network Việt Nam. Tại đây, Pioneer sẽ tự do thảo luận và cập nhật thông tin nóng hổi nhất về dự án Pi Network. Đường link tham gia vào nhóm chung sẽ được để ngay bên dưới mô tả của video này. Còn bây giờ là nội dung chính của video ngày hôm nay. Trong các video trước, chúng ta đã làm rõ những thuyết âm mưu cũng như những lời đồn thổi về việc Bitcoin có thể trở thành tiền tệ toàn cầu, thay thế cho tiền pháp định ở các quốc gia. Bi không cần lít sàn, vì Bi sẽ có sẵn sàng DEX để xử lý thanh khoản. Bên cạnh đó, Bi còn được gán ghép với các thuyết vĩ mô hơn khi được cho là sẽ trở thành đối tượng áp dụng trong liên minh BRICS. Thông tin này đã ít nhiều tác động đến các Pioneer, khiến cộng đồng xôn xao bàn tán và rất dễ bị FOMO bởi các lời đồn thổi quá đà này. Vậy BRICS thực sự là gì? Liệu Bi có thực sự nằm trong kế hoạch của liên minh này hay không? Và các Pioneer cần chú ý điều gì trước những tin tức có độ FOMO cao như vậy? Trong video ngày hôm nay, chúng ta xin mời các Pioneer cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn vấn đề này. Phần 1. Liên minh BRICS là gì? BRICS là một khối các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Russia, Ấn Độ, India, Trung Quốc, China và Nam Phi, South Africa, bởi vì họ cảm thấy không được đại diện cho mình đúng vị thế mới trong các cơ quan quốc tế, cho nên đã lập ra một diễn đàn mới để bày tỏ lợi ích cùng hoạch định những hoạt động chung trong khối. BRICS có tổng diện tích 39.746.220 km² và tổng dân số ước tính khoảng 3,21 tỷ, tương đương khoảng 26,65% diện tích đất liền và 41,53% dân số thế giới. 4 trong số 5 thành viên của khối góp mặt trong số 10 quốc gia lớn nhất thế giới tính theo dân số và diện tích, ngoại trừ Nam Phi. Quốc gia này xếp thứ 24 trong cả hai thống kê trên. Kể từ năm 2009, chính phủ của các quốc gia thuộc BRICS đã họp hàng năm tại các hội nghị thượng đỉnh chính thức. Lần gần nhất vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 14 bằng hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19. Và có lẽ sự hoạt động sôi nổi này lại rơi vào khoảng thời gian Pi Network phát triển, đã khiến các Pioneer liên tưởng đến sợi dây liên kết giữa hai bên. Phần 2. Pi Network và câu chuyện định vị lại cán cân tài chính. Với sự ảnh hưởng của các quốc gia phương Tây như khối G7 hay dẫn đầu kinh tế thế giới là Mỹ và đồng đô la, từ lâu đã gây ra những khó khăn nhất định cho các quốc gia còn lại. Một số tổ chức mong muốn hợp lực lại, lật đổ sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Và BRICS chính là một phần trong câu chuyện ấy. Giống dĩ Pi Network từ lâu đã được liên kết với những thuyết âm mưu đầy quyền lực tầm cỡ toàn cầu, ví dụ như thuyết ISO 20022, thuyết Elon Musk chính là người đứng sau và đồng sáng lập ra Pi Network, hay Nicolas chính là người sáng tạo ra Bitcoin, và Pi chính là version 2 của Bitcoin. Những giả thuyết này thường được các leader trên các hội nhóm nghĩ ra và lan tỏa. Mục tiêu của việc này là kích thích tinh thần tích cực của các thành viên. Và BRICS cũng là một cái tên đã được các Pioneer nhắc tới. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, các tin tức này vô tình tạo nên những ảo tưởng đi quá xa so với thực tế và khiến cộng đồng Pioneer tự thao túng tâm lý. Họ cho rằng Pi Network là một dự án vô cùng thần thánh sẽ giúp thay đổi tài chính của cả thế giới. Điều này sẽ hết sức nguy hiểm vì rất dễ tạo ra FOMO cho cộng đồng. Các kẻ xấu rất dễ sử dụng tình trạng này để hô hào bán Bitcoin với giá cao, đỉnh giá Bitcoin lên hàng ngàn đô. Phần 3. Bitcoin thực sự là gì qua tầm nhìn của Nicolas và Bitcoin Team? Một lần nữa, chúng tôi xác nhận lại những quan điểm của đội ngũ Bitcoin Team khi phát triển dự án Pi Network. Theo trang chủ tại minibi.com, Pi Network được tạo ra với triết lý lấy con người làm trung tâm, đặt sức mạnh của tiền điện tử vào tay người dùng. Khác với Bitcoin, vốn khó sử dụng, khó truy cập và cần nguồn tài nguyên khổng lồ để duy trì hoạt động, Nicolas đã từng khẳng định Pi Network hướng tới là một nền tảng blockchain dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người, sử dụng đồng Bitcoin làm đơn vị tiền điện tử trong hệ sinh thái của mình, và đồng Bitcoin sẽ được đào miễn phí bởi người dùng thông qua điện thoại của họ.
Bitcoin nhấn mạnh sứ mệnh của Bitcoin không phải là tiền tệ và không thay thế cho tiền pháp định, mà nó là một loại tiền điện tử có thể sử dụng trên toàn cầu thông qua công nghệ blockchain. Như vậy, Binetwork cũng giống như các dự án blockchain khác đang tồn tại và phát triển, ví dụ như Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Cardano. Chúng ta nên tỉnh táo và không bị các giả thuyết vô căn cứ dẫn dắt. Việc định giá Bi lên tới vài trăm đô đơn giản chỉ là chiêu trò FOMO của các leader và scammer. Chúng luôn tìm cách dụ dỗ người dùng mua Bi với giá cao, thường xuyên tung ra các giả thuyết và bánh vẽ về một thiên đường màu hồng, nhắm vào các pioneer chưa hiểu về tiền điện tử crypto. Trên đây là những nhận định của chúng tôi xung quanh câu chuyện biến Bi thành tiền tệ toàn cầu và trở thành một phần của liên minh BRICS. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về mối liên hệ của Bitcoin và liên minh này? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Binetwork và giao dịch an toàn. CryptoLeftVN rất vui khi cùng các pioneer đồng hành và khám phá Binetwork trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Binetwork. Cảm ơn tất cả các pioneer đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.